Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lại cùng bạn khỉ ra đây để bắt cá đây này các bạn ơi. Wow, hôm nay mình sẽ chuẩn bị hai cái xe có hai cái bể kính đây này, chứa nước đây này. Mình xem có cá là mình bắt vào bể kính của mình đây này các bạn ơi. Wow, chúng mình vừa ra đây đã nhìn thấy ở kia có con gì kia kìa các bạn ơi. Wow. Ui, có con gì đang náu ở đây này các bạn ơi. Nào để mình xem thử ở đây là con gì đây này các bạn ơi. Wow, đây là một con rùa con đang ẩn náu ở đây này các bạn ơi. Đây này, cổ nó đang sụt ở trong mai đây này các bạn ơi. Đây này bạn khỉ ơi. Một con rùa con đây này. Mình sẽ cho con rùa này vào bể kính của mình đây này các bạn ơi. Rồi, còn một con kia hay sao đây này? Nó đang ẩn giấu ở dưới bùn đây này. Wow, để mình rửa sạch nó này các bạn ơi. Một con rùa con rất là đáng yêu đây này. Mình cũng bắt về để nuôi nhá. Con rùa rất là đáng yêu luôn. Chúng mình bây giờ cùng tiếp tục đi theo con suối này để xem có cá mình cùng bắt nha các bạn ơi. Nhìn kìa các bạn ơi. Một con cá đang bơi ở suối đây này các bạn ơi. Bạn khí ơi, đây là một con cá đây này. Bây giờ mình cùng lấy vợt để mình bắt cái con cá này đây này các bạn ơi. Con cá. Chạy rất nhanh rồi này các bạn ơi. Nào mình cùng đuổi theo nó nào các bạn ơi. Con cá con này đang bơi đến một chỗ một con cá vàng đây này. Rất là đẹp. Nào, bây giờ chúng mình cùng bắt cá nào các bạn ơi. Mình bắt được rồi. Bắt được một con rồi đây này. Một con cá vàng rất là đẹp đây này. Con cá này bơi rất là khỏe các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho vào trong bể của mình nhá. Mình thả được hai con vào bể rồi đấy bạn ơi. Rồi, bạn khí ơi, nào chúng mình cùng tiếp tục theo đây lên để xem có con cá nào để mình bắt nào. Let's go. Kia kìa bạn khí ơi. Ui, mình nhìn thấy một con này, hai con này. Để mình xem đây là cá gì đây này các bạn ơi. Mình cùng lấy vợt để mình bắt đi này. Được một con rồi đây này. Một con cá màu cam các bạn ạ. Con cá gì đây này? Con cá gì đang nằm ở đây này? Mình đã vớt được nó rồi các bạn ơi. Đây là một con cá mập nước ngọt các bạn ơi. Một con cá mập con và một chú cá mập cam các bạn ạ. Con cá mập cam này có vảy rất là đẹp luôn đây này, óng ánh đây này các bạn ơi. Hình như là con cá này gọi là cá vảy rồng đấy các bạn ạ. Đuôi nó như đuôi con bướm kia kìa. Đây này bạn khí ơi. Đây này, mình bắt được hai con cá rất là đẹp đây này. Rất là đẹp các bạn ơi. Rồi bây giờ mình cùng cho vào bể của mình nhá. Đây này. Nào mình cùng đổ vào bể. Trong bể này đây này các bạn ơi. Một con cá mập. Và một con cá màu cam các bạn ơi. Rồi. Bây giờ chúng mình cùng tiếp tục theo đây lên nhá các bạn nhá. Đi nào. Kia kìa các bạn ơi. Một con cá màu trắng rất là đẹp đây này. Sao lại có một con cá màu trắng rất là đẹp đây này các bạn ơi. Con này bơi nhanh quá này. Rồi để mình lấy vợt để mình bắt nó đây này. Bơi nhanh quá đây này. Mình bắt được rồi các bạn ơi. Mình lại nhìn thấy một con gì đây này các bạn ơi. Đây này. Một con cá.
một con cá đây này, đang nằm ở đây này. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt nó luôn đây này các bạn ơi. Wow. Ui, nó thấy mình bắt đầu nó bơi đi rồi đây này. Wow, được một con rồi đây này các bạn ơi. Ui, sao lại có một con cá màu đen ở kia kìa. Cá gì đây? Wow, here we go. Ui, đây này. Wow, một con cá màu đen. Wow, một con cá màu đen đẹp quá đây này. Con này gọi là con cá chép màu đen này. Nani? Wow, rất là đẹp luôn. Hai con cá rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình cứ cho vào bể của mình đây này các bạn ạ. Đây này bạn Khỉ ơi, mình bắt được một con cá màu đen và một con cá coi màu trắng màu vàng đây này. Rồi bây giờ chúng mình cùng cho vào bể nhá. Nào thả vào bể đi. Wow, rất là nhiều cá rồi đây này. Rồi chúng mình tiếp tục đi theo đây. Xuống đi nào các bạn ơi. Nào đi nào. Ui kia kìa. Ở đây có con gì đây này các bạn ơi. Wow, đây là con gì đây này. Ui, nó đang chạy đây này. Wow, để mình bắt nó xem nó là con gì đây này. Wow, bắt được rồi đây này. Wow. Ui, một con cua rất là to đây này bạn Khỉ ơi. Wow. Ui, một con cua to quá đây này. Wow, rất là bự luôn. Rồi mình sẽ cho vào bể cùng bạn Khỉ đây này. Wow, một con cua rất là to luôn. Rồi chúng mình tiếp tục đi nào. Ok. No. Một con cá coi nhỏ đây này các bạn ơi. Oh my god. Wow. Để mình xem nào. Wow. Ui, nó bơi rất là nhanh luôn đây này. Rồi để mình cầm vợt để mình vợt nó đây này. Không, lấy tay mình không bắt được nó đây này, nó bơi rất là nhanh luôn. Wow, đây này các bạn ơi. Ui, một con cá koi rất là đáng yêu luôn đây này. Wow, rất là dễ thương luôn này bạn Khỉ ơi. Ôi, mình sẽ bắt về nuôi luôn các bạn ạ. Rồi, một con cá koi siêu cute luôn. Ôi, nhiều cá quá bạn ơi. Đây này, mình lại thấy một con nữa đây này. Wow, một con này đầu của nó màu vàng đây này, thân của nó ở dưới màu trắng, ở trên màu đen nữa đây này các bạn ơi. Con này màu rất là lạ luôn đây này, rất là đẹp luôn. Wow, mình bắt được nó rồi đây này. Đây này bạn ơi, wow, con này rất là khó bắt luôn. Rồi mình đã bắt được nó rồi các bạn ơi. Wow, một con cá rất là đặc biệt đây này bạn Khỉ ơi. Wow, thích quá nhờ. Rồi bây giờ chúng mình cùng thả vào bể luôn đây này các bạn ơi. Nào. Wow. Mình nhìn thấy có một con cá nhỏ trong cái bể kia này các bạn ơi. Wow, con cá gì đây này. Wow, một con cá ở trong cái bể này đây này. Ui, đây là cá gì đây. Wow. Ui, một con cá rất là đẹp đây này bạn Khỉ ơi. Wow, rất là đáng yêu luôn, bạn Khỉ của mình rất là thích luôn này các bạn ơi. Wow, đây là một con cá thần tiên đây này. Wow, hôm nay chúng mình bắt được cả con cá thần tiên này ở ngoài con suối này đây này. Wow, rồi mình sẽ cho bạn cá này vào cùng với bể cá koi nhá. Wow, một bể cá siêu đẹp luôn đây này. Thôi bây giờ mình cho cá về để nuôi đây này các bạn ơi. Wow, bắt được cả rùa nữa đây này và một con cua đây này các bạn ơi. Wow. Thôi bây giờ mình về đây các bạn ạ. Thôi bây giờ bye bye các bạn nha. Bye bye.